Hôm qua trời mưa quá trời luôn. Ở cái mương ở phía trước cửa nhà mình nó có nước nhiều rồi các bạn. Bữa nay mình qua bên bển mình chơi thì okay. Được không nghe các bạn? Nào, các bạn hãy cùng mình đi qua bên bển xem cái mương. Đây, cái chiếc thuyền mình giờ mình xách qua bển mình chơi nè các bạn. Quá lậu các bạn ơi. Bừng cỏ quá trời luôn các bạn ơi. Cỏ ơi là cỏ luôn. Không có chỗ trống để chơi luôn. Bỏ đại xuống coi sao. Có bị dướng gì không? Rồi, trả vô lịch miễn phí luôn. Có dướng rác rồi, đúng rồi, dướng rác hả? Dướng nữa rồi. Ôi, ghê không? Dướng cái đứng cái ghê luôn. Ôi chơi đây rác nhiều quá khó chơi. Đi về mương kia chơi đi. Chơi không đã ngứa à, nó dướng rác. Mình về trong mương mình chơi. Ui, thả mương không có rác à.
Đây chạy tốc độ nè. Ôi. À, lũi vô không bờ. Mình sửa cái máy lại cái mắc kẹt trống luôn. Thì sao ra đây? Ngay cái lỗ đó luôn lúc nào cũng như vậy. Chạy tiếp các bạn ơi. Ôi. Nước còn qua mưa nước nhiều mà mồm nước nó đục hết rồi. Chút cái này không ra. Rớt mỏ neo xuống rồi. Rớt mỏ neo lên. Lên.
rồi. Ôi trời sắp mưa rồi, mình nghỉ các bạn ơi. Mình kết thúc video ở đây các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.